Và với những ai đã xem Inside Out phần 1 thì chúng ta đều nhớ là đây là cái thời điểm để mà chúng ta trở về với những ký ức tuổi thơ, rồi học cách để mà có thể điều khiển được cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Thì đấy là phần 2 của bộ phim, người xem như biết cách dung hòa được chúng, mang đến một cái bản thể hoàn thiện nhất cho chính mình. Và bộ phim được nhiều người ví như giống như là một cái câu chuyện ngụ ngôn vậy. Calvary, dự án là câu chuyện ngụ ngôn nói lên mong muốn hòa nhập được công nhận của con người. Tác phẩm khuyến khích người xem hãy trải nghiệm và sửa sai, đồng thời biết chấp nhận những điều không hoàn hảo trong cuộc sống. Những cảm xúc này không xấu nhưng cũng không tốt, chúng xuất hiện như để dạy cho bất kỳ ai một bài học. Từng cảm xúc xuất hiện cũng để tạo nên tính cách của con người. Qua sự biến tấu của họa sĩ hoạt hình, các cảm xúc lần lượt xuất hiện trên màn ảnh rộng. So với phần 1, dự án lần này có nhiều nhân vật hơn nhằm bộc lộ sự phức tạp tâm lý. Phần đồ họa được đầu tư thể hiện qua bối cảnh lẫn nhân vật. Phim mang đến các khái niệm mới như cây bản dạng, hệ thống niềm tin, dòng sông khao khát, vực thẳm cợt nhả. Có rất nhiều giáo viên đã đến gặp tôi và cho biết họ đã chiếu bộ phim này cho học sinh của họ xem trong giờ dạy học. Nhiều phụ huynh cũng cho rằng bộ phim giúp họ trở nên gần gũi với con của họ hơn trước vì họ có thể hiểu được tâm lý của trẻ vị thành niên. Tác phẩm nhận cơn mưa lời khen, được giới chuyên môn đánh giá cao về nội dung lẫn kỹ thuật hoạt hình. Variety nhận xét phim không bất ngờ như phần đầu nhưng gây xúc động, có nhiều tầng nghĩa về sự trưởng thành. Digital Spy cho rằng Inside Out phần 2 tiếp cận giai đoạn của lứa tuổi 13 cộng theo cách hài hước, sáng tạo, tác động đến nhiều khán giả. Theo Total Film, dự án duy trì không khí vui nhộn, nhiều sắc màu giấu phần đầu. Phần 2 cũng lần đầu giới thiệu cảm xúc và hoài niệm. Dù không được xuất hiện nhiều, nhưng cảm xúc lại luôn khiến khán giả bật cười với những câu thoại đầy hài hước.